Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng sách ngắm một số những tác phẩm đẹp trong vườn nhà anh Thu Phú Bình. Anh Thu Phú Bình, Tân Đức Phú Bình, Thái Nguyên. Chào anh nhá. Một anh đam mê nghệ thuật trông rất đẹp lão. Xin chào tất cả anh em yêu cây. Vâng, xin cảm ơn anh. Chào anh tóc dài nhá, trông rất nghệ sĩ. Xin chào mọi người. Một trong những nghệ nhân của Phú Bình đấy nha. Yeah. Hai ông đều đeo kính chắc ngang cơ nhau. Đấy. Và làm một số cây để lên đấy. Và trên ống kính của các bạn là một cây này, có lẽ không biết nào chủ ông chủ đặt tên là gì đây, nhưng mà rất đẹp. Và một cây xanh cổ. Anh Thu ơi, cây này anh đặt tên là cây gì đây? Có tên chưa? Cái gì cả, chưa có tên, bởi vì nó cũng chưa xứng đáng gắn với một cái tên tuổi gì đấy. À dạ. Vâng. vì nó cũng dòng nó cũng vừa tiền, ít tiền. Vừa tiền đấy à? Vừa tiền thôi. Có thể báo giá cho anh em biết là vừa bao nhiêu không? Nó tầm độ khoảng độ 100 trên dưới tí. À, trên dưới 100 rồi các bạn ạ. Rất vừa tiền. Em ít tiền quá lâm ra em không có tên. Đấy, em ít tiền quá em không có tên. Nhưng em cũng đẹp đấy. Em đẹp, em xinh. Em xinh. Đấy. Lớn lên này em vẫn xinh. Nhưng em này gọi là hơi quá, em này gọi là em già. Em này em bé nhưng em già. Xinh, rất già. Không bé đâu, bé nhưng mà già. Già đấy. Đấy. Đấy, anh cứ quay cái chi tiết đó, hai con tử. Hai con tử. Em bé này mà em đẻ được hai con. Long hóa đấy. Đây, hai con này các bạn. Một trong những cây có thể gọi là đây là một cây long các bạn. Long hóa. Long hóa. Đang hóa, chưa hóa hẳn các bạn, nhưng mà cũng rất là đẹp. Phồng bóng, tự nhiên. Đẹp. Cổ. Ông nào mua cứ gọi điện cho bác Thu. Đâu. Rất mang, hợp lý rồi. Cứ mang tiền lên bác Thu là hợp lý ngay. Cứ mang tiền cho bác Thu là sẽ được mang em về. Mang em về, giá hợp lý. Đấy. Mang em về nhà các bạn là em nó mới đẻ nhiều. Chứ ở nhà bác Thu giờ nó chỉ đẻ tầm đấy thôi. Đẻ tầm đấy thôi. Đây cây mới hả bác? Đây cây mới. À. Đấy, các bạn ngắm cây mới nha. Có dáng trực hoành. Cây này là trực hoành ạ. Đấy, vừa về đến nhà cái mà đã được có tên là trực hoành ngay. Mà có những em ở gắn bó hàng bao nhiêu năm mà chưa có tên. Không công bằng chỗ nào nha. Bởi vì cái cây này xứng đáng được đặt tên. À. Đúng. Em vừa về nhưng thành tích của em nhiều đúng không? Thành tích ở nhà người ta nhiều. À đấy. À. Ừ. Về cho mình chưa được bao nhiêu. Ừ. Cây này bây giờ thì nếu giao lưu thì kinh tế thế nào anh? Đấy khoảng trăm hơn trăm kém. À trăm hơn trăm kém. Khoảng đấy. Tóm lại là cứ khoảng khoảng đấy được các bạn ạ. Ông nào mà dẻo mồm thì có khi bán rẻ luôn. À, ông nào dẻo mồm thì được miễn được, nhiều đấy. Được giảm nhiều. Ông nào mà mua mà, ông nào nhiều tiền mà mua máu thì mua. Nhưng giả sử có cô nào, cô này khéo mồm thì làm thế nào? Tặng luôn. Tặng luôn à? Ừ. Đấy, các bạn gái nhá, các bạn lưu ý chỗ này nhá. Đây, ông chủ đây. Đây. Cứ lĩnh khéo là ông ấy khả năng ông ấy tặng. Tặng thì không biết thì có khi giảm được 50%. Giảm 50%. Đây là cây long lùn. Một đôi à? Hai cây giống nhau. Và đây là cây thứ nhất. Cây này cây thứ nhất. Cao khoảng chắc 1.2 các bạn. Mét rồi. Mét. Rất già. Rất đẹp. Chúng ta ngắm bệ cây nhá. Anh bán nhiều đấy nhỉ? Yeah. Bán mấy cây? Và rất đẹp. Cây thứ hai đây khả năng oai hơn cây thứ nhất nhỉ? Yeah. Cây thứ hai đấy. Nó 1910. 1910 à? Cũng dưa dưa giống nhau các bạn. Đôi này về mà các bạn nào mà có cây trực hay cây cổ nào mà ghép vào thành bộ ba thì thôi rồi. Long trầu. Long trầu khổ phục. Long trầu khổ phục. Đẹp đấy. Đẹp.
cứ sống lâu ra các liên lão rất giá trị. Cứ sống lâu các liên lão lạc ấy. Năm ra là à. Ngoài một đôi long lùn ra, anh còn sở hữu một cây long cũng khá là to. Cây này là gọi là long chúa trong vườn này nhỉ? Chúa trong vườn. Chúa chưa? Chúa. Cây này cao khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Cao khoảng độ 1m3. Mét 3. Một cây 1m3 các bạn. Cung lượn uốn lượn chuẩn chỉ. Cung sườn uốn lượn. Tay ếch. Tay này phải tay ếch không? Phải, tay ếch. Tay ếch, đúng tay ếch đây rồi. Tay ếch, đúng tay ếch. Đấy. Còn đây là ếch nhái. Ếch, tay nhái. Đây nhái dưới ếch. Cổ ngọn đẹp. Cổ ngoáy như đuôi. Cổ ngoáy như đuôi. Cổ ngoáy như đuôi, rất đẹp. Cũng tầm trăm hơn trăm kém là bán. Trăm hơn trăm kém á. Tóm lại là cây vườn nhà bác chỉ trăm hơn trăm kém. Rất đẹp các bạn. Một trong những phong cách cây cũng có thể là cũng đang hot trong thị trường hiện nay. Chú đây nào, kết chưa? Kết. Đấy, có cây có ngoài đấy. Nhỏ nhỏ. Nhỏ xinh xinh nhỉ? Ở đầu cái cây đấy. Đây gì? À, cái đấy đẹp đấy. Và chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.